Chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình thì mình luôn có Dancer. Trước khi bắt đầu video, bạn đừng quên cho một like, một share và một subscribe một cái channel của mình nha. Ok, hôm ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Murder Mystery 2, nhưng mà mình sẽ mặc skin nữ các bạn. Ok, hiện tại mình đã đổi sang skin nữ rồi. Và mình gọi cái skin nữ này là Windsor Chan ha. Các bạn thấy skin nữ này của mình nhìn dễ thương không? Nếu như các bạn thấy dễ thương thì các bạn nhớ bình luận số 1 nha. Không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ vô xem vật thường để chơi. 1 hour later. Ok, hiện tại mình đang trong xem vật thường các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đợi mọi người xong trận để vô ha. À, trong khoảng thời gian để đợi được A là model thì mình sẽ đứng nhảy các bạn. Ôi, thằng kia làm gì đấy? Quỳ, thằng kia model kìa. Ôi rồi. Ui, what the hell, các bạn thấy gì không? Em dính luôn. Ui, sẽ đi băng dính rồi, sẽ đi băng dính rồi. Ồ, anh Sleep nhìn ngầu quá. Ây da, lại Innocent tiếp. À, bạn mình mới đỡ bạn ơi. Yeah, là một súng rồi. Ây da, vậy là solo rồi. Trời, sao khó dính ta. Rồi má, quá dễ luôn. Tính ra là cả đám đầy hết luôn, có mình còn sống, mình lụm súng bắn à. Uầy, trận này mình được làm Sheriff nữa bạn. Ủa sao cái server này bị cái gì nhờ. Ôi rồi. À, bắn dính lần hai. Mấy cái skin của thằng model nhìn bựa vậy các bạn. Không biết khi nào mình mới được làm model các bạn ơi. Quầy má, nhìn bạn mình giống kiểu bị cái con này nó dí á. Nhìn creepy vậy lên. Oh. What the hell, trận này mình serip tí các bạn ơi. Quầy quá, sao game hôm nay nó cho mình serip nhiều nhờ. Có thể hôm nay mình sẽ không được làm model rồi. Game cho serip nhiều vậy. Ủa, chưa kịp gì hết xong trận rồi. Má sao mọi người toàn thích chọn cái map nhà nhà này nha. Xấu vốt luôn rồi. Tăng. Ui, mình được làm model đó bạn. Cuối cùng cũng được làm model rồi. Let's go. Yeah. Aha. Hôm nay mình sẽ đi tàn sát cả server. Bạn thấy không? Các bạn thấy mục tiêu đầu tiên không? Một thằng. Yeah. Đây mục tiêu thứ hai. Mục tiêu thứ hai. Hai thằng. Thằng này sweep, ba thằng. Đây nhỏ này đây. Bốn người. Yeah. Bây giờ đừng coi thường Windsor Chan. Năm người. Dạ, sáu người. Má nhỏ bacon nữ đâu ta. Ôi, vãi trưởng thiệt. Năm rồi. Dạ, yeah, hôm nay là một mục tiêu tàn sát server của mình không thành công rồi các bạn ơi. Cũng tại vì con gái chân yếu tay mềm mà, đúng không? Nay mình lộng được 6 xác. Ok, mình sẽ kết thúc video để đây. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên bỏ lại cho một like, một share, một subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.